Xin chào, lại chào mừng các bạn đến với kênh Buddy Vlog. Lại giới thiệu với mọi người, mình là Duy Vũ. Lại là một video review về một cái app kiếm tiền online. Và lại là chủ đề live TikTok kiếm tiền online. Chúng ta bắt đầu nội dung của video nhé. Dưới phần mô tả của video vẫn là cái link quen thuộc dẫn qua trang ktol.online. Thì KTOL là viết tắt của kiếm tiền online và cái trang này do đích thân mình xây dựng nha. Trong tương lai thì mình đang đầu tư thêm tiền để mà update lại giao diện cho nó trực quan hơn, dễ sử dụng hơn. Vậy nên nếu mà các bạn xem video này có thấy quảng cáo hiện lên thì các bạn click vào quảng cáo giúp mình nhé. Mỗi click của các bạn trị giá 300 đồng để giúp mình cải thiện cái trang web ktol.online đấy. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi, trước khi bắt đầu thì mình nhắc các bạn một điều như thế này nha, rằng là những cái ứng dụng kiếm tiền online càng về sau ấy, thì chủ app càng có kinh nghiệm quản lý các bạn. Vậy nên các bạn không thể ồ ạt tạo nhiều tài khoản được đâu. Nhất là với những cái ứng dụng live TikTok kiếm tiền online mà có hoa hồng ở VIP không giống như cái ứng dụng này. Đồng ý là nó sẽ không gửi tin nhắn SMS về số điện thoại của các bạn, nhưng mà các bạn cũng không thể ồ ạt tạo rất là nhiều cái tài khoản ở cấp dưới được. Là vì chủ app bây giờ đã kiểm soát IP rồi, và mỗi cái máy của các bạn á có một cái mã riêng và chủ app nó kiểm soát cái mã đó luôn, vậy nên là không thể qua mặt chủ app được nữa đâu. Thì tại cái thời điểm mà mình tìm thấy cái app này cho tới cái thời điểm mà mình làm video này á, thì đã có rất là nhiều bạn đăng ký, tự đăng ký cấp dưới và thậm chí là xài tool để đăng ký cấp dưới nữa. Thì một giây các bạn ấy có thể tạo ra được 5 tài khoản. Chủ app bộ không biết à, các bạn chơi gì kỳ vậy? Làm như vậy á, là các bạn làm ảnh hưởng tới anh em khác, đâu có nhận được hoa hồng ở VIP không đâu, đúng chưa? Rồi, thì tại thời điểm mà mình quay video này, mình không biết được là các bạn còn có thể nhận được hoa hồng ở VIP không hay là không. Vậy nên là sau khi cái video này được đăng lên á, mình sẽ nói rõ ở bên trang ktol.online cho các bạn xem nha. Ok, thì đây là cái bài viết của mình ha, các bạn có thể đọc để hiểu thêm những cái gì mà mình vừa mới chia sẻ. Rồi, cái app này nó có tên là Serotin ha, mình cũng không biết nó có nghĩa là gì nữa. Ngày đăng ký của nó là ngày 22 tháng 4 ha. Rồi, click vào đây. Nhiều bạn phản hồi với mình là khi mà click vào đây á, nó tự bật cho mình một cái tab mới luôn và các bạn không biết được đường dẫn của nó là gì. Thì ok, mình đã lắng nghe các bạn. Vào đây, dành cho bạn nào thích thì các bạn có thể copy cái đường dẫn này rồi các bạn dán vào trình duyệt của các bạn nha, và ở dưới sẽ là mã. Ok, cái lúc mà mình tìm thấy cái app này á, nó không có gửi mã xác nhận đâu các bạn. Bây giờ nó đã up thêm cái mã xác nhận để mà chống các bạn tạo tài khoản clone rồi đấy. Mình có tài khoản rồi cho nên bây giờ mình sẽ đăng nhập nhé. Bây giờ là 0 giờ 37 phút sáng và kế hoạch của chúng ta vẫn như cũ. Vẫn là nạp tiền vào app để lên VIP cho các bạn xem và test xem min rút của nó là bao nhiêu và có thể rút được ngay hay không. Hệ thống nạp rút có tự động hay không. Ok, bắt đầu nhé. Theo như thông tin mà mình có được á, thì ở VIP không các bạn sẽ có thể rút được tiền và min rút sẽ là 80.000. Các bạn có thể rút được một lần duy nhất nha và có hoa hồng ở VIP không. Tại thời điểm mình tìm hiểu app thì là thông tin là như vậy. Các bạn sẽ phải tự tìm hiểu xem nhé. Và nếu mà mình tìm hiểu được, mình sẽ update bên cái trang ktol.online cho các bạn nhé. Thỉnh thoảng vào đấy đọc xem có gì mới hay không, có app nào chết rồi hay không, hay là app nào nên rút tiền hay không, thì mình sẽ cập nhật ở bên trang ktol.online nhé. Là vì mình không thể sản xuất một cái video và chỉ nói rằng là các bạn ơi đừng tham gia vào app A, app B, app C nữa nhé. Hết. Làm gì có một cái video ngắn như vậy đúng không? Ok, bây giờ hiện tại thì mình đang ở VIP không. Bây giờ mình làm nhiệm vụ ở VIP không xem như thế nào nhé. Riêng với cái ứng dụng này thì cách làm nhiệm vụ nó hơi khó, nó hơi rắc rối một tí. Vậy nên các bạn hãy xem video để biết cách chính xác làm nhiệm vụ nhé. Ok, rồi mình đang ở VIP không nè. Mình vào phần VIP cho các bạn xem. Mình chọn vào cái phần VIP không ha. Mỗi ngày thì mình có 2 nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ ở đây là 4.300, thì 2 nhiệm vụ khoảng tầm 9.000 đấy. 8.000 mấy thì 9.000 ha. Mình chọn vào đây. Chưa? Rồi mình kéo xuống dưới, mình bấm vào nhận nhiệm vụ ha. Rồi bạn cứ nhận đi đã. Sau đó là các bạn bấm vào đây để mở này. Bấm để mở. Đúng chưa? Nó mở tab YouTube lên cho các bạn. Như bình thường thôi, bấm like và bấm đăng ký kênh, sau đó là chụp ảnh màn hình này lại ha. Rồi. Ở đây, mình chắc chắn là các bạn sẽ loay hoay tìm cách gửi ảnh màn hình lên, tìm ở đây không thấy đâu các bạn. Các bạn bấm quay lại nha. Bấm quay lại một lần nữa nha. Tiếp lại quay lại. Rồi, các bạn qua phần của tôi ở đây nha. Ở đây có cái tab là đang thực hiện này, các bạn bấm vào đây. Đó, các bạn bấm vào đây. Các bạn tải nhiệm vụ lên. Đó, thì làm nhiệm vụ hơi khó một tí nha. Mình đã mất khoảng 10 phút để loay hoay tìm cái tab này. Ok nhá. Và như thế này các bạn, bây giờ mình sẽ ưu tiên là làm nhiệm vụ thật và tải ảnh thật lên nhá. Trong trường hợp là lúc rút tiền á, nó lại lấy lý do là bạn không làm ảnh thật cho nên là mình không duyệt rút tiền cho các bạn. Vậy nên là cố gắng làm ảnh thật nha các bạn. Tiếp theo, để lấy link mời bạn bè thì dễ rồi. Các bạn vào phần của tôi, link mời bạn bè nó sẽ nằm ở đây. Dễ mà đúng không? Bấm chép liên kết là xong nè. Rồi, tiếp theo, bây giờ sẽ là phần nạp tiền nha. Và bây giờ là 0 giờ 46 phút sáng. Mình sẽ thử nạp tiền xem là tiền mình có đi về không nhé. Rồi, nó ghi ở đây cấp thứ 2 là cấp đồng à. Cấp đồng là 358.800. Sao lại lẻ như vậy ta? Thì nó báo ở đây rằng là số tiền trong tài khoản của mình không đủ, có muốn nạp tiền hay không.
Nếu mà có thông báo này thì mình đoán 99% rằng là các bạn có thể tích lũy tiền để mà lên VIP không cần nạp. Các bạn hiểu ý mình không? Đi tuyển rep, nếu rep của các bạn nạp tiền vào thì các bạn có tiền và tích lũy lại, khi nào đủ các bạn có thể tự lên VIP mà không phải mất tiền. Mình đoán là như vậy nha. Những cái thông báo như thế này thì phần lớn là như vậy. Ngân hàng trực tuyến, à có ngân hàng trực tuyến luôn, xịn nhờ. Ok, số tiền nạp nó ghi sẵn ở đây, có nghĩa là phải nạp vào trong những cái số này. Mình không thể nạp hơn 80.000 để mà ngay lập tức test cho các bạn xem có thể rút được 80.000 ra không. Vậy nên là thôi cứ nạp như thế này nhé. Xác nhận nè. Ở đây nó ghi cho mình là mã đơn thì mình nghĩ là nên copy cái mã đơn này lại trước. Sao chép nè. Bước tiếp theo. À, nó muốn mình nhập mật khẩu ngân hàng thì các bạn chú ý nha, không làm cái này nhá. Đừng có làm thao tác này. Hãy quay lại đi. Quay lại chuyển khoản ngân hàng đi cho chắc. Ok, thà chuyển khoản ngân hàng còn hơn là đăng nhập thông tin ngân hàng vào trong cái web này. Rất là nguy hiểm nha. Có một cái thông báo nha. Rồi. Để xem bao lâu thì cái này nó nhận được tiền nhé. Ok, sau khi tắt đi mở lại thì mình đã có tiền ở trong tài khoản rồi các bạn. Chỉ khoảng 30 giây thôi là tiền của các bạn sẽ vào tài khoản nhé. Ok, 358.800 ở đây mình sẽ thực hiện là lên VIP nhé. Số dư hiện tại là 358.800. Ấn mở. Ấn mở. Ok, nạp tiền thành công nè. Mình đã được lên VIP 2 rồi. Và một ngày mình có 5 nhiệm vụ. Khi mà lên VIP 2 thì mỗi ngày mình có 5 nhiệm vụ và số tiền vẫn là như vậy nha, 4,306 đồng mỗi nhiệm vụ. Ok, bài test tới đây thôi, đây chỉ có thể test nạp tiền thôi chứ mình không test được cho các bạn rút tiền nha, là vì nó không cho mình nạp hơn cái giá trị của VIP. Có nghĩa là một là mình nạp vào 380.000, hai là mình nạp vào 2 triệu. Không có trường hợp thứ ba là mình nạp vào 358.000 rồi mình cộng thêm 80.000 để test cho các bạn như cái clip trước. Vậy nên là ok, video test app của mình tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.